Xin cảm ơn quý vị đã đón xem phần tiếp nối của chương trình Bản tin Hoa Thị Đốn. Và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc. Thanh Trúc, mời quý vị bước vào chương trình Chào Washington DC và vị khách mời đặc biệt hôm nay, Linh Mục Phêrô Trần Công Vang, người sáng lập Hội Việt tộc ở Hoa Kỳ từ năm 1998, trải qua 15 năm và hôm nay Linh Mục Phêrô Trần Công Vang từ thành phố Concord của tiểu bang North Carolina đến vùng Washington DC. Thanh Trúc xin kính chào Linh Mục Phêrô Trần Công Vang. Mình chào chị Thanh Trúc, khả ái và kính chào quý vị khán thính giả của đài SBTN vùng thủ đô. Dạ thưa Linh Mục, chúng con được biết đó là 15 năm qua Linh Mục đã gắn bó với cái tên Việt tộc, Hội Việt tộc mà sau này đó gọi là gia đình Việt tộc bởi vì nó có nhiều cái gia đình nhỏ trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ và Linh Mục thường đề cao cái gọi là tinh thần trách nhiệm và liên đới đối với những anh em đồng bào người thượng ở bên nhà và cái nhịp cầu yêu thương, cái sự chia sẻ, cái bổn phận của người ở xa hướng về những đồng bào dân tộc khốn khó, nghèo khổ ở bên nhà. Trước hết vì sao lại dùng Việt tộc ạ? Mình chỉ thấy được một cái liên đới giữa đồng bào dân tộc Việt với nhau. Cái hình ảnh của huyền thoại, một âu cơ và có trăm trứng, trăm con, 50 con trên rừng, 50 con dưới đồng bằng. Để rồi chúng ta, tuy chúng ta ở xa nhau nhưng mà cái liên đới yêu thương đó đó, một bọc đó đó, chúng ta vẫn còn là đồng bào với nhau. Thì trong cái tâm tình đó mình nghĩ cái chữ Việt tộc nó gói ghém dân tộc Việt của chúng ta, người Việt và người Kinh và người dân tộc. Vâng, xin cảm ơn cha. Quả thực thế thưa quý vị, Việt Nam, một dãy đất hình chữ S mà ở trong đó ngoài người Kinh ra là phần đông thì có tới 53 sắc tộc, gọi là dân tộc thiểu số thưa quý vị. Và trong đó cái vùng cao nguyên trung phần trải dài đó là đã có tới 30+ sắc tộc của người thượng. Từ lâu Hội Việt tộc hoặc là gia đình Việt tộc đã về vùng cao nguyên trung phần, đã gắn bó, đã làm việc, đã giúp đỡ từ tinh thần đến vật chất cho những đồng bào sắc tộc ở đó như người Ê Đê, người Gia Rai, người Bana, người Cơ Ho, người Rade và còn nhiều nữa. Thanh Trúc biết được là Hội Việt tộc đã làm rất nhiều việc, nhưng mà nhân cái ngày mà Linh Mục lên cái vùng Washington DC này để gây quỹ lần thứ 26 cho Hội Việt tộc do gia đình Việt tộc Maryland tổ chức, thì Linh Mục có thể nói là cho đến lúc này những cái công việc mà Việt tộc đã làm được cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người thượng ở bên nhà. Vâng, trước hết thì 15 năm nay gia đình Việt tộc đã tìm tới đầu tiên là về cái vùng Pleiku qua Kon Tum. Đồng thời song song với những cái chương trình cái vùng đó thì anh chị em có đến cái vùng Lâm Đồng. Và trong vòng khoảng chừng 5 năm nay thì về với vùng trời Ban Mê Thuột. Công việc của đồng bào của bên kia với cái những cái nâng đỡ rất là thiết thực và hiệu quả của những cái linh mục nữ tu và các anh chị em cộng tác viên người dân tộc. Họ là những người đã đưa anh em, chị em, Việt tộc về với buôn với làng để biết về đồng bào của chúng ta, biết cái cuộc sống của họ, biết được những cái trăn trở, những cái thiết tha, những cái ước mơ chân chính của họ mà chưa có đạt tới được vì những cái giới hạn do cái hoàn cảnh, do cuộc sống. Và mình về từ đó đó, đầu tiên là mình có một cái liên đới yêu thương với đồng bào để cho họ thấy được rằng mình là anh chị em, mình là gia đình. Và khi sống gần với anh chị em thì từ đó mình cảm nghiệm được những cái khó khăn, những thách đố. Và qua những cái trao đổi thông cảm đó thì cố gắng tìm tới những cái đáp ứng những cái nhu cầu đó. Ví dụ vấn đề y tế cho những cái vùng mà họ không có điều kiện gì để có thể đáp ứng được. Mà nếu không có những cái nâng đỡ bên ngoài đó thì họ không có thể vượt qua được cái khó khăn đó. Mình muốn nói tới một cái cụ thể nhất mà Đức Cha Oanh mới đây có đề cập tới và thiết tha mời gọi Việt tộc góp phần để giúp cho đồng bào về cái vấn đề nước sống trong cái vùng nước sạch đó. Ngày xưa chỉ cần một vài cái giếng nhỏ khoảng chừng $200 đô đó là mình có thể tạo được nước sạch, nước uống cho người ta trong những cái xóm nghèo như xóm Phong chẳng hạn. Ngày hôm nay những cái vùng đó nó bị chất phèn, những cái bị chất hóa học, những cái môi trường nó đã bị ô nhiễm rồi.
và họ vào trong những cái vùng quá xa để có thể có cái nước trong những cái nơi hẻo lánh đó đó, thì những cái hệ thống đó nó sâu cả hàng trăm thước mới có thể tìm tới được những cái mạch nước tốt cho dân. Từ đó dân bớt bệnh hoạn, bớt khó khăn. Và bên cạnh đó đó thì anh chị em có cái quan trọng nhất là cái vấn đề học vấn để tạo tương lai. Mình cho cái cần câu, mình không cho con cá mà thôi. Tuy rằng con cá cần ngay bây giờ để cứu đói, nhưng để vượt để cái đường xa đường dài đó, chúng ta cần cho họ phương tiện. Và cái phương tiện quan trọng nhất cho đồng bào dân tộc của mình là học vấn. Thứ nhất để họ vươn lên từ cái mặc cảm của họ, mặc cảm bị thua thiệt, mặc cảm bị tước đoạt cái khả năng để có thể đối diện với đời. Không biết đong đếm, không biết tính toán thì họ luôn luôn họ bị lọc lừa, họ bị thua thiệt nhiều hơn. Và vì thế cái học giúp cho họ nhận ra được cái khả năng để họ có thể tạo cho mình một cái cuộc sống tốt bây giờ cũng như về cái tương lai. Dạ vâng, Thanh Trúc cũng có được biết rằng khi mà ngày hôm qua khi mà dự cái ngày Chủ nhật ngày 22 khi mà dự cái buổi gây quỹ của gia đình Việt tộc Maryland tổ chức, thì Thanh Trúc có nghe quý anh chị thành viên cũng như là Linh Mục Phêrô Trần Công Văn có nói đến cái vấn đề giáo dục. Giáo dục là cái chìa khóa để mở cửa cho tương lai cho những người sắc tộc, và ở trong đó có cái chương trình giúp cho sinh viên người thượng có cơ hội vào đại học, giúp cho các em người thượng có cơ hội đến trường, và giúp cho những người già có cái ăn cái mặc, giúp cho những người trẻ nhìn được cái hướng tương lai. Nhưng mà Thánh Trúc biết được có một điều rất là quan trọng nữa, thưa Linh Mục Phêrô Trần Công Văn, đó là hình như là gia đình Việt tộc luôn luôn muốn cho người thượng duy trì được, hay là giúp cho họ duy trì được cái bản sắc và cái văn hóa của người dân tộc miền núi, dân tộc của vùng cao nguyên Trung Phần. Bằng cái cách đó thì cái khó khăn nó đến như thế nào ạ? Vâng, thưa chị, thưa quý ông bà và anh chị em, người dân tộc đó có sống gần với họ mới thấy được cái giá trị của họ, cái giá trị qua những cái văn hóa truyền lại từ cha ông. Cái văn hóa mà không phải văn hóa văn nghệ trên sân khấu, cái cồng cái chiêng mà rút từ ra khỏi cái khung cảnh của buôn làng, cồng chiêng đó là cồng chiêng chết, cồng chiêng giả tạo thôi. Nhưng để sống giữa rừng núi, cái tiếng vang vọng của cồng chiêng giúp cho họ sống cái hồn của người dân tộc. Họ nhận ra được tiếng cồng chiêng đó nó gói ghém cái tâm tình thiết tha để tìm về, để hồi tụ. Tiếng cồng chiêng nhắc cho họ nhớ tới người đã ra đi, để cho họ cầu nguyện, để cánh thức, để nâng đỡ nhau. Tiếng cồng chiêng giúp cho người trẻ nhận ra được cái tiếng mời gọi để có thể sinh hoạt, để năng động. Và cái tiếng hát, tiếng múa đó là cái sinh khí, cái hồn của người dân tộc. Còn lại cái ăn cái mặc họ thiếu cả đời, nhưng khi họ còn sống được cái tâm tình, cái hồn của người dân tộc đó đó, thì cái hãnh diện đó nó vẫn còn. Và có lẽ chúng ta, nếu chúng ta có tìm về với dân, và không phải chỉ có nhìn xa xa để rồi mình có cái khuynh hướng vì họ sống xa quá và ngài có một cái khoảng cách đó, mình chỉ cho một chút quà. Cái quà họ rất quý, nhưng nếu chúng ta đón nhận họ như là một cái người thân trong cái tôn trọng, thì mình nghĩ rằng họ hãnh diện và họ rất hạnh phúc vì họ nhận ra được rằng họ có một cái giá trị mà người khác nhận biết được. Theo ý của Linh Mục Phêrô Trần Công Văn cũng như quý anh chị thành viên ở trong Việt tộc, thì cha có nhìn thấy được cái sự thiết tha, cái sự mong mỏi của người thượng đó để mà họ cố gắng họ giữ cái truyền thống cồng chiêng của họ không? Bởi vì cồng chiêng nó giống như một tiếng nói của hoang dã, một cái hơi thở của núi rừng Tây Nguyên, mà không hiểu là những người thượng, chính những người đó có thiết tha để mà giữ lại cái văn hóa truyền thống đó hay không ạ? Cái đó nó đòi hỏi một cái cố gắng nỗ lực từ nhiều phía. Cái ảnh hưởng của người Kinh chúng ta lan rộng vào trong giữa con tim của người dân tộc, giữa cái vườn, cái buôn, cái làng của họ. Cái áo, cái quần của người Kinh dễ mặc, rẻ tiền. Và vì thế dễ làm cho người trẻ cảm thấy rằng thôi thoải mái thì
mặc áo bình thường nó nhanh hơn. Tiếng cổng tiếng chiêng nó cần một cái đội ngũ để có thể tập từng ngày từng giờ, phải phối hợp để cái điều thành cái điệu nhạc nó hòa tấu với nhau. Một cái đường guitar chỉ cần một cái thôi là có thể tạo được cái không khí sinh hoạt và có thể dễ dàng so sánh giữa hai cái phương diện đó. Một cái là có tính chất cộng đồng tính, nó kéo tất cả mọi người trở về, một cái chỉ có một con người thôi. Thì do đó đó, làm sao để đừng có bị cái ảnh hưởng đó nó làm cho người dân tộc chúng ta từ từ xa đi cái gia tài tinh thần mà cha ông truyền lại cho họ. Cái di sản quý báu. Dạ, rất là quý. Thì do đó đó, mình biết được rằng bây giờ có những cái vùng đó, ông bà cha mẹ từng tối quay cuồng lại trong làng và tập cho từng đứa trẻ để cho nó giữ lại cái truyền thống. Và những cái vùng nào còn giữ được cái tâm tình đó, đó thì họ mãnh liệt về cái tinh thần. Có thể nghèo, có thể đói tiếp tục, nhưng mà cái bản sắc của họ nó vẫn còn và nó không bị kín hóa. Mình nghĩ rằng có những cái vùng vì họ không có chú trọng nhiều tới cái áo, tới cái cồng, cái chiêng, tới cái ngôn ngữ của họ. Và vì thế nhiều khi họ mất đi dần dần những cái giá trị của chính họ. Vẫn có những thiết tha để đào lên, để xây dựng lại. Mình nhớ tới một cái vùng mà các chị, các người phụ nữ đã được mời gọi để lập lại cái xưởng dệt. Mà bây giờ muốn kiếm những cái người biết dệt cái vải, cái thổ cẩm như chiếc áo mình đang mặc đó không phải là dễ. Để cho người trẻ có thể ngồi đó kiên nhẫn không phải là một cái dễ dàng. Vì làm được cả một ngày đó thì được một cái áo, và khó có người mua. Trong khi đó đi làm rẫy dễ hơn, đi chăn bò có thể kiếm tiền không bao nhiêu nhưng thoáng hơn. Dạ vâng. Ồ, hay quá đi. Cho nên một quả thật là những cái lời gọi là tình tự của một người mà đã đi về vùng rừng núi để mà cùng sinh hoạt, cùng sống với người thượng và yêu thương người thượng như thế thì mới có thể nói được như linh mục. Thánh Trúc hiểu được cái điều đó. Thánh Trúc xin phép được tạm ngưng chương trình Chào Washington DC ở đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn chị, cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý vị, tiết mục vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình bản tin Hòa Thượng Đốn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.